Nhằm quan tâm chăm lo đời sống cho công nhân viên chức và người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan vừa tổ chức các hoạt động sôi nổi ý nghĩa trong ngày hội đoàn viên công đoàn lần thứ hai. Tại ngày hội, đoàn viên công nhân viên chức lao động đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 76 năm ngày thành lập Công đoàn Ninh Bình. Trải qua các giai đoạn cách mạng, tổ chức công đoàn đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc và là chỗ dựa vững chắc của giai cấp công nhân. Triển khai các hoạt động công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức giải bóng chuyền nữ với sự tham gia của 10 đoàn tuyển các công đoàn cơ sở, biểu dương 37 đoàn viên công nhân lao động tiêu biểu, trao quà cho 32 đoàn viên công nhân viên chức lao động là con liệt sĩ nhân dịp 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, trao hỗ trợ cho 100 đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại gian hàng đồ dùng miễn phí giá 0 đồng. Các đoàn viên công đoàn được thưởng thức ẩm thực tại gian hàng ẩm thực của 3 cụm công đoàn cơ sở, hưởng ưu đãi từ chương trình phúc lợi đoàn viên. Chương trình đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các đoàn viên công đoàn trong huyện, tạo nên không khí vui tươi sôi nổi, thể hiện sự quan tâm chăm lo của công đoàn các cấp, các nhà hảo tâm đến những đoàn viên thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ thi đua lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.